Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuổi Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hai đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 bị yêu cầu trục xuất khỏi World Cup nữ và Bình Quang Huy đã có những nhận định cực hay về đội tuyển nữ Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam của chúng ta tham dự World Cup nữ 2023 và chúng ta phải đối đầu với những đối thủ thực sự là vô cùng mạnh, đó là những Mỹ, Hà Lan và đội tuyển đó là Bồ Đào Nha. Thế nhưng mới đây có một thông tin rất đặc biệt khi mà các cổ động viên của đội tuyển chủ nhà đó là New Zealand đang đề nghị là yêu cầu trục xuất hai đội bóng đó là đội tuyển Hà Lan cũng như là Tây Ban Nha khỏi World Cup nữ 2023. Cụ thể thì trong một video được truyền tải trên mạng xã hội mới đây thì những cầu thủ đội tuyển nữ Hà Lan đã có một hành động chế nhạo điệu nhảy haka và đặc biệt đây là điệu nhảy mang nghi thức trong cái văn hóa của người dân New Zealand. Không chỉ có thế thì một đội bóng khác nữa đó chính là Tây Ban Nha cũng đã có hành động tương tự với nghi thức truyền thống của New Zealand này. Và dù ngay sau đó thì đội bóng xứ sở bò tót đã có hành động ngay lập tức. Đó là xóa đoạn video vừa qua, thế nhưng họ vẫn bị chỉ trích rất nhiều và thậm chí phải yêu cầu xin lỗi và đặc biệt là các cổ động viên của New Zealand đang muốn FIFA phải vào cuộc và yêu cầu trục xuất khỏi World Cup nữ 2023. Các cổ động viên của New Zealand có những bình luận như thế này. Họ được chào đón một cách lồng nhiệt để rồi đáp lại bằng việc đó là chế nhạo nghi thức của đội chủ nhà. Hãy đuổi cổ những người này khỏi New Zealand. Có lẽ rằng những người này cần được giáo dục lại một cách đàng hoàng và họ cần phải xin lỗi. Đó là những gì mà một số các cổ động viên của New Zealand có chia sẻ. Trong khi đó thì trên mạng xã hội một cổ động viên khác lại nói như thế này. Tôi không phải là người New Zealand, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng bức xúc. Không ai được phép xúc phạm một nền văn hóa có từ lâu đời giống như là New Zealand vậy. Và hiện nay thì bên phía Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng đã có được những thông tin này. Nhưng tạm thời họ vẫn chưa đưa ra những cái lời bình luận cũng như những phán xét. Bởi FIFA đầu tiên là mong muốn rằng các đội bóng sẽ tự giải quyết nội bộ để tránh ra những điều tiếng không đáng có, không hay trước World Cup nữ 2023. Và chúng ta đều biết rằng đặc biệt hai đối thủ này đều là đội bóng mà sắp tới sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới. Với Tây Ban Nha thì họ tiếp tục sẽ có một trận đấu giao hữu với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vào ngày 14 tháng 7 tới đây. Và có một thông tin khá là buồn, trận đấu giao hữu này sẽ là trận đấu giao hữu kín, sẽ không được tường thuật trên bất cứ một kênh truyền hình nào. Vì vậy mà các cổ động viên bóng đá Việt Nam sẽ không thể theo dõi trận đấu này được. Còn liên quan đến cái vụ việc khi mà các cổ động viên của New Zealand đang mong muốn trục xuất các đội bóng như là Hà Lan hay là Tây Ban Nha, đội bóng sẽ đá giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam ở trong thời gian tới. Nhưng hy vọng rằng là những thông tin này thì cũng không mang đến quá nhiều những cái điều nó thiếu tích cực, bởi dù sao thì các đối thủ sắp tới của chúng ta, một trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha hay là trận đấu với Hà Lan, thì việc đối thủ gặp vấn đề gì thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều với đội tuyển nữ Việt Nam. Bởi chúng ta đến đây là chúng ta mong muốn có được những trận đấu giao hữu, có những trận đấu chính thức ở tại World Cup nữ 2023 với những đối thủ mạnh nhất. Và tôi cũng mong muốn rằng chúng ta sẽ đối đầu với một đội bóng họ có một lực lượng mạnh nhất và không phải để tâm đến những câu chuyện khác. Thế nhưng hy vọng rằng từ cái câu chuyện này, khi mà chúng ta đến với New Zealand thì những đội bóng đến đây họ cũng cần tôn trọng văn hóa của nước chủ nhà. Bởi dù gì đi chăng nữa, trong cái thời gian vừa qua thì New Zealand cũng để lại rất nhiều những ấn tượng đẹp, rất là tích cực trong mắt của các cổ động viên, bạn bè khắp thế giới và đương nhiên là trong đó có cả các cổ động viên bóng đá Việt Nam nữa. Còn vừa qua với New Zealand, sau khi mà có được một chiến thắng có thể coi rằng khá là nhàn nhã trước đội tuyển nữ Việt Nam, khác rất nhiều so với những dự tính ban đầu của truyền thông nước này, thì họ tiếp tục chỉ ra những điều tích cực. Cụ thể thì tờ The Press có nhìn nhận như thế này, đó là chiến thắng của đội tuyển nữ New Zealand đã khép lại một hành trình tuyệt vời khi mà đội tuyển New Zealand vừa qua đã trải qua một cái chuỗi trận không biết thắng là gì trong 10 trận đấu. Và tờ này có chia sẻ như thế này, chắc chắn là cả 3 trận đấu chính thức ở vòng bảng gặp những Na Uy, Thụy Sĩ và Philippines sẽ không giống như trận đấu giao hữu gặp Việt Nam vừa mới kết thúc đâu, nơi mà New Zealand sẽ tạo ra một trận một chiều và lẽ ra tỷ số sẽ phải chênh lệch hơn với tỷ số đó là 2-0. Thế nhưng dù sao thì trận thắng trước Việt Nam cũng củng cố niềm tin dành cho chúng ta sẽ đánh bại được nữ Philippines, dù tính cạnh tranh đối thủ cùng đến từ châu Á này là cao hơn một chút. Đó là những gì mà tờ The Press có đánh giá. Và khác với việc là Việt Nam giành vé qua vòng play-off thì Philippines vừa qua họ vào thẳng World Cup từ vòng loại châu Á. Dù kém đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay tới tận 16 bậc, thế nhưng với những dàn cầu thủ nhập tịch cùng với 18 tháng chuẩn bị rất kỹ lưỡng với 27 trận đấu giao hữu rất dài vừa qua, cực kỳ chất lượng, thì Philippines được truyền thông của New Zealand
đánh giá cao hơn Việt Nam. Đương nhiên thì điều này cũng đúng thôi, bởi thực tế là với đội tuyển nữ Philippines từ khoảng năm 2021-2022 tới đây, mới đây thì họ nhập tịch quá nhiều và cái sự thay đổi về chất lượng của đội bóng này nó thay đổi một cách quá rõ ràng. Những Thái Lan và Việt Nam có lẽ rằng cũng chưa phải là đối thủ của Philippines, bởi vừa qua chúng ta cũng để thua trước chính đối thủ này rồi. Nhưng dù sao thì với bóng đá của Philippines, nếu như cái chính sách nhập tịch của họ vẫn tiếp tục như vậy thì cái thế hệ bóng đá trẻ của họ cũng sẽ thu chột dần thôi. Và cái minh chứng vừa qua chúng ta cũng đã thấy rồi, ở những giải đấu như là U19 hay U23, những giải đấu trẻ thì Philippines đều thua một cách thực sự là vô cùng đậm đà trước các đội bóng hàng đầu tại Đông Nam Á, kể cả là đối đầu với những cả như là Myanmar, Malaysia, Indonesia, Thái Lan hay là cả Việt Nam nữa, thậm chí có khi còn thua cả Lào. Còn để nói về đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta vừa qua thì tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một trận đấu rất là thành công. Còn một huấn luyện nổi tiếng của Việt Nam đó chính là anh Quang Huy có nói rằng đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ còn có thể chơi tốt hơn và mong rằng chúng ta sẽ có được những điểm số đầu tiên tại World Cup nữ 2023. Vừa qua thì nhấn mạnh giới điệu mộ không nên áp đặt những cái mơ mộng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Tuy nhiên thì bình luận viên Quang Huy vẫn chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có được những điểm số đầu tiên tại sân chơi thế giới. Và sau khi nhìn về đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta đã có những màn trình diễn vừa qua thì bình luận viên Quang Huy có nhận định như thế này. Trình độ của vòng chung kết World Cup đương nhiên là rất cao rồi. Sự chênh lệch giữa các đội tuyển hàng đầu của bóng đá nữ còn cao hơn với cả bóng đá nam. Khi đá giao hữu thì còn khác với đá thật khá là nhiều. Mặc dù chúng ta đá giao hữu đạt được một vài những kết quả khả quan, thì chúng ta vẫn phải xác định rằng là các trận đấu tới ở vòng chung kết World Cup là vô cùng khó khăn. Chúng ta không nên quá mộng mơ hay coi việc đi vòng chung kết World Cup đó là cú hích cho bóng đá nữ Việt Nam. Nhờ được dự vòng chung kết World Cup mà đội tuyển nữ Việt Nam mới được chăm sóc, được tập huấn kỹ lưỡng như thế này, xã hội rồi cũng sẽ quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn. Bóng đá nữ Việt Nam có thể sẽ sang một trường mới. Rõ ràng là bóng đá nữ Việt Nam đã được dự những giải đấu lớn nhất ở trên thế giới rồi và có những đợt tập huấn mà trước đây chúng ta chưa bao giờ có được. Điều đó đã nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam. Thế nhưng chúng ta không may mắn ở một bảng đấu được coi rằng là quá mạnh, cho nên chúng ta cũng không nên quá mộng mơ. Và vừa qua thì mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam để thua với tỷ số 2-0 trước đội bóng chủ nhà đó là New Zealand, thế nhưng chúng ta vẫn được đánh giá rằng có màn thể hiện khá tốt, đặc biệt đó là trong hiệp 2. Và nói về câu chuyện này thì Bruno Quang Huy có tin rằng là đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể cải thiện được hơn nữa trước thềm World Cup nữ 2023. Và nghe có nói như thế này: đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một khoảng trống để chúng ta có thể phát triển, để có thể cải thiện hơn so với trận đấu gặp New Zealand. Hàng thủ của chúng ta hiện nay và có được Kim Thanh đang rất nỗ lực rồi. Thế nhưng hàng công thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi để chuyển đổi trạng thái nhanh hơn nữa. Trận đấu gặp đội tuyển Tây Ban Nha sẽ là một cơ hội để chúng ta cọ sát với những đội tuyển hàng đầu tại thế giới để có thể chuẩn bị chơi tốt nhất trước những đội bóng như là Mỹ hay là Hà Lan. Tôi mong rằng đội tuyển nữ Việt Nam đá với Mỹ và Hà Lan sẽ có được những bàn thắng và chúng ta hy vọng rằng sẽ có điểm trước đội bóng đó là Bồ Đào Nha. Và những cái phát biểu của Bình Quang Huy thì tôi nghĩ rằng thực sự là cũng rất đúng với những gì mà các cổ động viên bóng đá Việt Nam hiện nay đang suy nghĩ thôi. Rõ ràng mặc dù chúng ta để thua trước các đội bóng như Đức hay là đội tuyển New Zealand vừa qua, nhưng về mặt lối chơi, về mặt con người, sức vóc hay là về mặt trình độ kỹ thuật, tốc độ, rồi độ bền, rõ ràng chúng ta có thấy được cái sự tiến bộ rất rất nhiều từ đội tuyển nữ Việt Nam. Và hãy nhìn xem nếu chuyển sang các đội bóng tại Đông Nam Á hiện nay, kể cả nhìn những Thái Lan, nhìn những Myanmar hay là Indo, những đội bóng hàng đầu tại Đông Nam Á hiện nay, thì chúng ta đều thấy được rằng là với đội tuyển nữ Việt Nam khi mà chúng ta trình diễn một cái lối chơi như vậy trước các đội bóng hàng đầu trên thế giới thì rõ ràng là chúng ta đã có sự tiến bộ rất lớn. Chúng ta đã thi đấu cực kỳ máu lửa, có tốc độ, khả năng chuyển đổi trạng thái cũng rất nhanh. Đó là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có được điểm số trong những trận đấu tại vòng chung kết World Cup nữ, phải không ạ? Và tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.